Chuyện 34 Bé Nguyễn Chí Thiện Bé Nguyễn Chí Thiện sinh vào giờ tí ngày 10 tháng 6 nhuận năm 2017 tại Bệnh viện Phụ Sản, thành phố Cần Thơ. Cha của bé là anh Nguyễn Văn Cảnh, quê quán ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Mẹ là chị Nguyễn Thị Diễm Hương, định cư tại khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Hai người kết hôn vào năm 2015 rồi cùng ra Bình Dương làm công nhân của xí nghiệp gỗ vào tháng 4 năm 2016. Nội bé xuất thân từ nhà nông, chân lắm tay bùng. Cha bé là con trai út trong gia đình, cất bước vào đời khi mới lên 14 tuổi, đi khắp nơi làm thuê làm mướn mặc dù không biết tí gì Phật Pháp, nhưng tính tình vô cùng mộc mạc chất phát thiện lương. Còn mẹ của bé cũng không hơn không kém, đúng như thành ngữ, nồi nào dung nấy. Vào khoảng tháng 6 năm 2017, trước lúc bé chào đời khoảng một tháng, cha bé nằm mơ, thể lờ lửng trên hư không, xuất hiện hai con rồng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Quán Thế Âm và rất nhiều chư thiên trong những bộ trang phục sắc màu vô cùng diễm lệ, trang nghiêm lộng lẫy, hào quang tỏa chiếu khắp nơi. Nhưng trong đầu óc đơn thuần của anh anh không phân biệt được sự khác nhau giữa Phật, Bồ Tát cùng Chư Thiên là như thế nào. Chỉ khái niệm chung chung họ giống nhau như một, đó là rồng tiên trên trời. Khi giật mình tỉnh giấc, anh đem điềm mộng kỳ lạ này thuật cho người bạn đời của mình nghe. Vợ anh vốn dĩ nhận thức cũng y hệt như anh, bèn nói. Anh thấy như vậy, em cũng không biết ra làm sao. Thế là cả hai đồng cười xòa rồi cho qua. Sau đó, anh đưa vợ về Cần Thơ để chờ ngày sinh nở. Bé Chí Thiện sanh ra vào lúc 0 giờ 25 phút, ngày 10 tháng 6 nhuận năm 2017. Bé nặng 2,6 kg. Khi bé chào đời thì các bác sĩ cho biết bé bị ngạt vì tràn nước ối và phát hiện hậu môn của bé bị hẹp nên cấp tốc chuyển bé sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Thời gian làm thủ tục và vận chuyển khoảng một tiếng đồng hồ Tại đây lại phát hiện thêm phổi của bé có dịch nên tiến hành rút dịch ở phổi. Vì bệnh viện không đủ phương tiện nên 9 giờ sáng hôm ấy bé được chuyển ra bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hai, tức chị ruột của ông ngoại bé, là một Phật tử ăn chay, tu pháp môn tịnh độ. Thỉnh thoảng cũng từng đi hộ niệm, nên trong thời gian ở trên xe để chuyển tuyến, bà đã ôm bé vào lòng, niệm A-di-đà Phật liên tục bên cạnh là cô nhân viên y tế cùng máy tiếp hơi trong khi cha bé thì ủ rũ ngập tràn nỗi bất an lo lắng xa xăm chật ẩn chật hiện nơi hồn riêng bắt tay phía trước thì mở máy gian dội chỉ những khúc nhạc tân thời bay bổng du dương đưa tâm tư người nghe vào thế giới mông lung đầy mộng mị ban đầu bà hai niệm quan âm cứu khổ cho bé nhưng suy nghĩ lại thì thấy cháu mình còn quá nhỏ mà phải chịu quả nghiệp nặng nề nên trong lòng khởi lên ý niệm nguyện cho cháu sớm được giảng sanh về Tây Phương cực lạc không còn phải chịu khổ đau bệnh tật như ở cõi này nếu thọ mạng bé con sẽ được dứt bệnh còn như thọ mạng hết sẽ không mất phần giảng sanh từ đó bà chuyển sang niệm A-di-đà Phật và nói với bé chị Thiện ơi bà thấy con mới ra đời ở cõi này mà khổ quá à Thôi bà niệm Phật phát nguyện cho con giảng sanh về Tây Phương cực lạc. Về đó, con không còn khổ đau như cõi này nữa, nghe con. Con niệm Phật theo bà, nghe con. Hai bà cháu mình cùng niệm Phật. Bà hai liền cầu nguyện. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô A-di-đà Phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật con cầu xin đức phật a di đà tiếp dẫn cho cháu của con tên là nguyễn chí thiện một ngày tuổi được giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc nam mô a di đà phật sau đó bà hai không ngừng niệm a di đà phật để cho bé nghe thỉnh thoảng thì cầu nguyện giảng sanh cho bé suốt quãng đường đến bệnh viện Khoảng gần một giờ chiều thì ra đến nơi, tại bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ tiến hành khám và thử máu. Qua các kết quả cận lâm sàng cho biết bé bị tràn dịch phổi, tim bẩm sinh, hẹp hậu môn và nhiễm trùng huyết. Sang ngày 12 và lúc 11 giờ trưa, bác sĩ ngoại khoa tiến hành giải phẫu hậu môn, nhưng tình trạng bé quá yếu nên tim đã ngừng đập ngay trên bàn mổ các bác sĩ phải dùng máy tiếp hơi để cấp cứu hỗ trợ cho bé. Sau khi phẫu thuật xong, bé được chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt vì tình trạng sức khỏe của bé rất yếu. Khi vào diện, mỗi ngày bác sĩ chỉ cho thân nhân vô thăm hai lần. Mỗi lần đúng 15 phút. Buổi trưa là 11 giờ và buổi chiều là 6 giờ. Mỗi lần vào thăm bà đều tận hết thời gian để phát nguyện giảng sanh và niệm Phật cho bé nghe, ngoài ra không nói gì thêm. Khi ra ngoài, bà ngồi ở phòng cách ly trầm tư mặc tưởng, vẫn luôn hướng tâm về bé, tha thiết hộ niệm cho bé. Ngày 12 lúc 11 giờ, bà vào thăm, thấy bé nằm nhắm mắt bất động, sức khỏe rất yếu, thân hình xanh xao nhợt nhạt, giống y như con chuột bị lột da dây sợi kim chích ghim đầy người như ổ nhền nhện bà biết cháu không thể nào qua khỏi bà vô cùng xót xa đau đớn dường như đứt từng đoạn ruột nên nói với bé chi thiện ơi bà biết con đang chịu đau khổ lắm thôi bà nguyện cho con giảng sanh về tây phương cực lạc thì con mới hết khổ chứ ở đây con khổ quá à mỗi ngày phải chịu đâm chích đau đớn khổ lắm với ông con con ráng niệm phật phát nguyện giảng sanh về Tây Phương cực lạc như bà, nghe con. Về đó con không còn khổ như ở đây nữa đâu. Sau đó, khi ra ngoài, bà điện thoại cho cô con gái thứ tư của mình, vì cô này thường hay đi hộ niệm. Biết tình trạng bệnh của bé và có ý niệm muốn đưa bé về phòng giảng sanh để hộ niệm. Chiều lại lúc 6 giờ, khi vô thăm, bà nói, Chị Thiện ơi, Bà đưa con về đạo tràng niệm Phật cầu giảng sanh cho con ngang chí thiện. Ở đây con khổ quá à. Con chịu thì con mở mắt ra cho bà biết để bà mừng ngang con. Bất ngờ bé mở mắt ra, bà liền phát nguyện và niệm Phật cho bé. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Con tên là Nguyễn Chí Thiện, ba ngày tuổi, được giảng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Sau khi giảng sanh học đạo xong, con trở lại cứu độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Tối đó khoảng hơn 11 giờ khuya, các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của bé ngày thêm trầm trọng có lẽ không qua khỏi. Bà mới xin với bác sĩ được đưa bé về nhà, nhưng bác sĩ nói đến sáng mai mới giải quyết. Sáng hôm sau, tức ngày 13, bác sĩ thông báo một giờ chiều này sẽ họp thân nhân và cho biết kết quả. Lúc 11 giờ, khi cô Tư vào thăm, thấy bé thở thoi thóp, hình như là máy thở nhiều hơn. Cô Tư bèn nói với bé. Chị Thiện ơi, dì Tư đưa con về đạo tràng vườn nhãn, để mấy cô niệm Phật hộ niệm cho con được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc nghe con. Con biết không, Đức Phật A-di-đà là mẹ của con đó. Con ráng niệm A-di-đà Phật để về với mẹ của con nghe con. Con về đó sẽ vui sướng, không còn khổ đau nữa nghe con. Nhưng mà con phải ráng mạnh mẽ lên đặng con mới có đủ sức khỏe về tới đạo tràng, nghe con. Bây giờ dì tư hướng dẫn con sám hối, quy y tam bảo, và phát nguyện niệm Phật giảng sanh cho con nghe. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Nguyễn Chí Thiện, từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay do vì tham sân si mà ba nghiệp thân khẩu ý của con đã gây tạo vô lượng vô biên những tội lỗi và nghiệp chướng nay con xin chí thành sám hối và nguyện quy y tam bảo cuối xin mười phương hồng ân tam bảo từ bi chứng minh và xá tội cho con ngưỡng cầu đức từ phụ a di đà từ bi phóng quan nhiếp thọ tiếp dẫn con được giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc sau khi giảng sanh học đạo xong trở lại ta bà con cứu độ chúng sanh nam mô a di đà phật sau đó cô tư niệm phật vài mươi câu thì lui ra ngoài nhượng cho bà hai vào thăm và niệm phật lúc bà trở ra cô tư liền hỏi bữa nay vô thăm mẹ thấy bé thế nào so với hôm qua thưa mẹ tại con mới ra nên con không biết chứ sao con thấy bé yếu lắm rồi chắc không qua khỏi đâu mình chở bé về lúc này là vừa rồi đó mẹ xin bác sĩ cho mình chở bé về đi bà đáp bé thở yếu như vậy hoài đó con ơi hồi tối bác sĩ đã cấp cứu cho bé đến hai lần bác sĩ nói chắc là không qua khỏi mẹ có xin về nên chiều nay một giờ bác sĩ mới họp thân nhân để cho biết kết quả nhưng mà bữa nay thấy mặt bé hồng hào hơn một chút so với mọi hôm. Chắc mình nói đưa bé về đạo tràng niệm Phật, bé chịu, bé vui mừng nên hồng hào đó thưa mẹ. Lúc họp thân nhân bác sĩ cũng cho biết là thấy bé có khởi sắc tốt, có hy vọng sống sót nên có ý không cho trở về. Cha đứa bé cũng hy vọng còn nước còn tác nên nhất quyết không chịu trở về. Điều này khiến cho hai mẹ con bà hai vô cùng thất vọng và đau buồn vì biết rõ cháu mình không thể qua khỏi mà cũng không có quyền quyết định đưa cháu về được. Nên thầm cầu nguyện với Đức Quán Âm Đại Sĩ, từ bi gia hộ, xoay chuyển cho bé sớm được về đạo tràng niệm Phật giảng sanh. Chiều lại lúc 6 giờ vào thăm, cô từ thấy bé xuống sắc trầm trọng so với ban sáng. Bé xanh sao và hơi thở càng yếu thêm. Cô nói với bé, Chị Thiện ơi, trước sau gì á, thì vị tư cũng đưa con về đạo tràng niệm Phật cho con. Nhưng bây giờ con phải tha thiết niệm Phật A Di Đà thì Phật mới rước con. Con phải chí thành cầu xin Đức Phật tiếp dẫn cho con đêm nay được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì con mới mau hết chịu đau khổ như hiện tại ở đây ngang con. Vị tư nguyện nếu như Đức Phật sẽ tiếp dẫn con thì xin đêm nay Đức Phật rước con liền, con ráng niệm Phật ngàn chi thiện Đêm ấy, vào khoảng 1 giờ 35 phút, bác sĩ gọi thân nhân đến và cho biết bé đã tắt hơi vào lúc 0 giờ 40 ngày 14 tháng 6 nhuần năm 2017. Bác sĩ còn cho biết thêm, lúc bé mệt lên, cô bác sĩ giỏi đã đến cấp cứu, bình thường chỉ cần đưa ống vào phổi 9cm là có thể rút dịch ở phổi giúp bé dễ thở. Vậy mà lần này đưa ống vô có 6cm thì không đưa vô được nữa dường như trong vô hình đã giao hộ cho bé sớm dứt được nghiệp gia đình tiến hành làm thủ tục xin chở bé về liền trong lúc chờ làm thủ tục cô tư và mẹ không ngừng thành tâm niệm phật và phát nguyện giảng sanh thay cho bé dù rằng ở cách xa bé một lớp cửa kính gia đình được sự giúp đỡ của vợ chồng anh tuấn và chị úc hết ở tổ từ thiện bảo hòa không ngại đêm khuya đường xá xa xôi đã đích thân lái xe chuyển bé về rất nhanh chóng. Đến 2 giờ 15 thì lên xe ra về. Trên đường về, hai người vẫn không ngừng tiếng niệm Phật cho bé. Niệm khoảng 15 phút thì cô Tư nói với bé Chị Thiện ơi, con nhớ Phật A di đà là mẹ của con. Con phải ráng niệm Phật đặng về với mẹ ngang con. Bây giờ con phát nguyện với vị Tư ngang. Nam Mô A di đà Phật Cầu xin Đức Phật A di đà tiếp dẫn hương linh con là Nguyễn Chí Thiện được giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Lúc bác sĩ trả xác thì thấy bé xanh sao nhợt nhạt, miệng há. Vậy mà niệm Phật đến sáng khoảng hơn 8 giờ thì phát hiện môi bé từ từ hồng trở lại không còn như ở bệnh viện. Đến gần 8 giờ sáng thì về tới đạo tràng. Lúc xuống xe cô Diễm thấy bé gương mặt cũng còn xanh, môi chỉ hơi hồng vì mà lúc khoảng 9 giờ cô vào hộ niệm cho bé thì phát hiện thấy môi bé rất đỏ, miệng khép lại không hào hơn lúc sáng rất nhiều. Cô thầm vui mừng và tràn đầy niềm tin tưởng. Mọi người đến hộ niệm cho bé, ai cũng lấy làm lạ và luôn khen cháu bé đẹp quá, môi đỏ quá. Lúc vừa vào đạo tràng, mọi người cứ ngỡ là bé đang nằm ngủ. Nên cô Hai Tuyền mới cầu nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Cảm Chứng Minh Nếu như đứa bé này thọ mạng còn thì xin Đức Phật gia hộ cho bé khỏe lại bình thường Còn nếu thọ mạng đã hết thì cầu xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cháu được giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Thế thế biết cô hai tưởng lầm nên cô Tư mới nói với cô hai rằng Bé tắt hơi ở bệnh viện rồi cô ơi cô phát nguyện giảng sanh cho bé đi thưa cô cô ngỡ ngàng và cười nói vậy mà nãy giờ cô thấy mặt bé hồng hào môi đỏ cô tưởng bé đang nằm ngủ sao bé đẹp quá vậy rồi cứ thế mọi người tự luân phiên hộ niệm cho bé thỉnh thoảng thì phát nguyện giảng sanh cho bé càng ngày môi bé càng đỏ thêm ai mới nhìn cũng ngỡ là khoa son vì vậy mà khôn xiết mừng vui đều hết lòng niệm phật cho bé gia thân quyến thuộc cùng nhau thay phiên lại Phật hồi hướng cho bé. Niệm đến hơn một giờ chiều, thăm thân thì thấy toàn thân mềm nhũng, gương mặt tươi sáng, môi càng đỏ, đỉnh đầu ấm rõ rệt. Đến một giờ khuya thì cô Tư thay đồ cho bé, phát hiện ở các chỗ bé bị đâm ống dịch màu vàng, vẫn còn nhưng không có mùi hôi. Hai tay vẫn còn tím bầm chỗ tiêm truyền dịch. Vậy mà đến sáng lúc 7 giờ thì phát hiện toàn thân bé đều trắng, sáng tinh như cục bột, các móng tay đỏ như sơn rất là đẹp, môi càng chuyển sang đỏ đậm. Qua sáng ngày 15, lúc hơn 8 giờ thì làm lễ cầu nguyện nhập mạch cho bé và lên xe niệm Phật đưa bé đến lò thiêu. Tới nơi thì đã 9 giờ. Khi gia đình cầu nguyện làm lễ quả tán xong, mọi người đều ở lại chờ lấy cốt và niệm Phật suốt với bé sau khi đưa bé vào lò thiêu cô liên hữu tên trang là thành viên trong ban hộ niệm của đạo tràng vừa ngã lưng trên võng chưa kịp ngủ bỗng nghe âm thanh một người nữ vang vẳng bên tai bé với thiện thiêu có xá lợi nhiều màu câu nói này lặp lại đến lần thứ ba thì cô giật mình mở mắt ra cảm nghe lòng tự dưng tràn ngập nỗi niềm vui mừng kỳ lạ vô bến vô bờ kết cuộc sự thật đã diễn ra đúng y như thế khi chuẩn bị châm lửa thiêu thì mấy chú quản trang có hỏi gia đình. Cháu bé này được bao nhiêu tuổi rồi? Bà hai trả lời. Cháu chỉ mới sanh 5 ngày tuổi thôi chú ơi. Chú liền khẳng định như đinh đóng cột. Cái này chắc là lấy tro không thôi ngang. Chứ bé còn nhỏ quá, xương cháy hết trơn, không còn gì đâu. Bà hai mới nói lớn. Chí thiện ơi, nếu con được về với Phật con để lại cái gì cho bà làm kỷ niệm để bà tin tưởng và tin tấn tu hành ngang con. Trong lúc chờ đợi lấy cốt, gia đình chia làm hai bang xuyên suốt niệm Phật lớn tiếng, âm thanh gian dội. Đến 12 giờ thì tro cốt được đem ra tưới nước cho nguội. Mọi người lấy làm vui mừng vì thấy xương cốt của bé vẫn còn và rất đẹp. Xương trắng tinh, có mảnh màu xanh dương, có mảnh thì đen huyền, có mảnh thì màu xám cẩm thạch rất bóng có mảnh thì như cánh hoa vân vân. Đặc biệt bất ngờ hơn là trong lúc mọi người đang chăm chú lượm xương thì ông Út em của bà Hai đưa lên cho mọi người xem và nói: "Tôi lượm được cái này là cái gì mà nó một cục mềm mềm ấm ấm nè." Cô Tư vừa nhìn thì chợt thấy nó rất giống trái tim. Khi đưa lên ngửi thì có mùi thịt nướng, bởi vì cô đã từng được thấy trái tim của bà Trần Thị Kim Hoa ở đồng tháp sau khi giảng sanh đã để lại. Nó vừa tròn, vừa dài, lại màu đen, nhưng có điều là kích thước lớn hơn của bé. Nên cô rất vui mừng và la lên. Trái tim bất diệt, chỉ thiện để lại cho mình đó. Mừng quá, nhiều đầy đủ rồi, mọi người ơi. Thế là mọi người truyền tay nhau vừa xem vừa ngửi, ai cũng thấy có mùi thịt nướng. Khi để xuống khăn giấy trắng thì có màu đỏ của máu. Mấy chú quảng trang cũng lấy làm lạ và nói nào giờ tôi cũng thiêu hơn cả ngàn người, nhưng đâu có trường hợp nào nhem bé này đâu. Xương còn mà trái tim cũng còn, thật là quý. Rồi chú giúp gia đình lượm xương cốt cho bé. Điều kỳ diệu khi khổ nữa là khi cha bé vừa cầm trái tim lên ngửi thì không nghe mùi thịt nướng mà thơm mùi thơm giống như khương của một loài hoa. Đột nhiên trong lòng trào dân niềm vui mừng mãnh liệt, chính anh cũng không hiểu tại sao. Đồng thời cũng không tài nào kiềm chế được cảm xúc đó. Và lúc đã để trái tim xuống rồi mà đôi tay vẫn còn thơm, dù rửa tay bằng nước nhiều lần nhưng mùi thơm ấy không mất, kéo dài mãi cho đến 8, 9 giờ tối. Khi đi tắm, anh dùng thật nhiều xà phòng để rửa đôi tay thì mùi thơm ấy mới hoàn toàn mất hết. Trong lúc thiêu, bà Năm, em bà Hai đang ngồi nhìn vào khung cửa lò niệm Phật. Bỗng dưng bà niệm phật thật lớn và rất nhanh mọi người ai cũng lấy làm lạ nhưng không nói gì cũng niệm nhanh theo cho đều nhịp đến hôm sau về nhà bà mới kể lại cho mọi người biết là trong lúc đó bà gặp một tượng màu đen giống y như tượng đức phật đang ngồi xếp bằng trên đầu hòm xung quanh lửa cháy rất lớn bà ngỡ là mình đi nắng nhìn không rõ nên lấy tay dụi mắt thì vẫn thấy bà năm sợ mình nhìn lầm nên lấy cả hai tay chỏi mắt lên để nhìn cho rõ thì cũng thấy hiện tượng ấy kéo dài gần mười mấy phút khi cái củi to cháy rớt than xuống thì cảnh tượng lạ này mới chấm dứt trong lúc đó bà muốn nói cho mọi người biết nhưng không hiểu tại sao bà không nói được chỉ có thể niệm phật lớn mà thôi từ đó mọi người trong gia đình ai cũng cùng chung một nỗi niềm vui mừng khôn xiết tràn đầy an lạc mọi thứ lo lắng sầu khổ của thế gian dường như rơi rụng đặc biệt là cha của bé cũng đã tin tưởng phật pháp phát tâm phượng thờ tam bảo và niệm phật việc thiêu hóa hoàn mãn cô anh thư cho trái tim và những mảnh xương nhiều màu vào hũ thủy tinh nhỏ cô quý nó lắm đi đâu cô cũng mang kè kè theo bên mình nhưng một chuyến đi xa chuyên tu dài hạn cô lấy băng keo dán kính hũ cốt lại rồi đặt trên kệ nhỏ ở phía dưới gần chân dung đức từ phụ a di đà ở gian nhà lớn Đêm mùng 1 tháng 9, bà hai nằm mơ thấy có một bàn tay vô hình mở nắp hũ cốt. Đổ vào đó một thứ nước gì mà màu của nó thật là trong suốt, nghe có mùi hương lạ. Sáng lại thì phát hiện một mùi hương đặc biệt ngào ngạt y như trong giấc chim bao, phát ra từ hũ cốt, lan tỏa khắp cả gian phòng. Mùi hương ấy nồng nặc kéo dài suốt ba ngày liền, ai ai cũng đều ngửi được cả. Sau đó thì nhạt dần, kẻ ngửi được người thì không. Hơn hai tháng sau khi bé mất, cô Hương, tức là mẹ của bé nằm mơ, thấy một bé trai rất xinh xắn, độ khoảng hai tuổi. Trắng trẻo, môi son, đi theo sau bà hai và cô anh Thư, tiến về phía nhà của nội mình. Bà hai và cô anh Thư đã vào nhà rồi, mà bé cứ lẫn quẩn ở ngoài đường, chớ không chịu vào. Trong tâm của cô Hương linh cảm chắc chắn đây là con mình, nên bèn hỏi chí thiện con đi đâu vậy bé trả lời mẹ ở lại ráng giữ gìn sức khỏe con về miền tây phương cực lạc bé lặp lại câu nói ấy đến lần thứ ba thì bỗng dưng biến mất thuật theo lời của nguyễn văn cảnh nguyễn thị mai phạm thị anh thư cha bà hai dì tư của bé và một số liên hưởng Tâm Diệu Pháp Âm Văn Phòng, chùa Khuôn Việt số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08438 website Diệu Pháp âm.net kênh YouTube YouTube.com Xuyệt Diệu Pháp Âm